Rồi xin mến chào anh chị cũng như quý bà con chăn nuôi đến với kênh của mình là Nông Dân TV. Rất vui được gặp lại bà con trong cái clip hôm nay. Lời đầu tiên cho mình gửi lời kính chúc quý bà con chăn nuôi bò thuận lợi và thành công trong cuộc sống. Đó thì cái clip hôm nay thì nó hơi đặc biệt một tí, và mình cái phần mở đầu thì mình xin nói hơi dài một tí. Thì quý bà con dõi xem hết cái video để có thể biết nội dung cái clip hôm nay. Đó thì có một trại bò ở tỉnh Vĩnh Long. Trại bò có tên đó là Vinh Nguyễn, trại bò ở tỉnh Vĩnh Long, thì ấp Mỹ Hạnh, xã Chánh An, huyện Mang Thít, thì cách cầu Mỹ Thuận đi xuống khoảng cỡ 17-18 cây số là tới trại bò đó. Thì trại bò của anh giống như là đại lý cấp 1 vậy, đó là chuyên phân phối bò cho các thương lái khác ở các tỉnh lân cận đó để cho họ bán. Thì mình thấy cái trại bò này là đại lý cấp 1 cho nên là cũng giá cũng tương đối rẻ. Cho nên là mình quay, mình liên kết với anh để rồi mình đăng lên kênh của mình là Nông Dân TV đó, để quý bà con có thể tham khảo. Và anh cũng muốn trại bò của anh lên kênh của mình. Vậy thì kênh của mình từ nay mình sẽ đăng hai cái trại bò, đó là trại bò là hai và trại bò của Vinh Nguyễn ở tỉnh Vĩnh Long thường xuyên. Video mình đăng thường xuyên để quý bà con có thể theo dõi. Thì trại bò của anh thì có rất là nhiều bò, bò cá sinh sản cũng có, bò ba bơ để quý bà con vừa nuôi bò béo đó, thì bò lỡ cũng có, và bò kim pháp, và nói chung là bò nào cũng có, đủ dạng. Đó thì quý bà con mà cần mua phân phối lại thì liên hệ với anh, thì mình sẽ cho cái số điện thoại, mình ghi địa chỉ trên cái clip rất là rõ ràng để quý bà con có thể tiện liên lạc. Đó thì những anh chị nào ấy cũng như đang nuôi trong trang trại ấy, cần số lượng bò lớn thì cũng có thể liên hệ với anh. Thì trong cái clip này mình giới thiệu trại bò đó, và chính anh sẽ quay và báo giá những con bò ở hiện giờ để rồi quý bà con có thể tham khảo. Rồi trong cái phần trong cái video này, quý bà con xem qua video mà có phần nào chưa rõ thì muốn tìm hiểu thêm á thì liên hệ với mình. Đó là số của mình, đó là 070 268 9740. Thì mời quý bà con dõi xem cái clip của mình nhé. Rồi đây là những con bò của trại. Đó thì trại bò này đó là của anh Vinh Nguyễn, đó là tỉnh Vĩnh Long. Thì mình quay lên, đang lên đó. Thì quý bà con nào ở trong tỉnh Vĩnh Long hay các tỉnh lân cận á, thì đến xem bò trực tiếp, rồi sau đó thì thương lượng giá với anh. Thì giá thì anh báo cụ thể trên cái clip rồi đó. Nhưng mà quý bà con muốn mua thì phải đến xem trực tiếp thì mới tận mắt rõ bò như thế nào. Đấy thì giờ thì chủ trại này sẽ báo giá cụ thể từng con cho quý bà con có thể tham khảo. Đây là trại bò của Vinh Nguyễn ở Vĩnh Long, cầu Mỹ Thuận xuống 17 cây số, cách cầu Mỹ Thuận khoảng 17 cây số, ấp Mỹ Hạnh, xã Chánh An, Mang Thít, Vĩnh Long. Ở đây trại bò này có rất là nhiều loại bò, bò đực, bò cái, bò sinh sản, bò đực vỗ béo, bò thịt. Bà con có nhu cầu thì bà con cứ xem. Bò đây rất là nhiều. Đây là xung quanh trại bò đây. Rất là nhiều bò bà con. Bò này mình nuôi dắt năm là mình ra. Này dắt năm ra rồi bà. Đó, đẹp cực kỳ. Bò này dắt năm là mình ra. Chứ luôn bò rất là nhiều. Đây trại bò Vinh Nguyễn của Vĩnh là ở Vĩnh Long nha. Số điện thoại là 0987732569, ấp Mỹ Hạnh, xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Con này 27 triệu, gần 1m2 kìa, xương sóc cối dài đít, 27 triệu, bò lực bò. Theo yêu cầu của khách hàng, số lượng bò đặt số lượng nhiều, giá đủ loại, bà con thích mẫu nào thì chọn mẫu nấy. Đây là con kem nè bà con, kem này lớn con nha, dài giống nhảy, kem này 8 tháng rồi,
Cái này 8 tháng rồi. Con này cũng 8 tháng luôn. Cặp này xương to. Cặp này 56 triệu. Cặp này 56 triệu. Bò đây số lượng nhiều dữ lắm. Kem Pháp 3B, bò lớn con, bà con nuôi cứ yên tâm. Đây là con 3B, 26 triệu. Con 3B này 26 triệu. Bà con cần liên hệ số điện thoại 0987 732 569. Địa chỉ là ấp Mỹ Hạnh, xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Con 3B này 26 triệu. Còn đây một cặp bò kem lỡ. Cặp bò kem lỡ nha. Cặp bò kem lỡ này 53 triệu. Cặp bò kem lỡ này 53 triệu. Nằm trên 1m1 rồi. Kem lỡ 53 triệu. Đây, đây cũng một cặp kem lỡ luôn. Cặp này cũng 53 triệu luôn. Bốn con này một cỡ luôn nha bà con. Cặp này 53 triệu luôn nè. Đây, mặt ngõ nó đây. Bà con có nhu cầu liên hệ 0987 732 569. Địa chỉ là ở Vĩnh Long, trại bò Vinh Nguyễn ở Vĩnh Long, ấp Mỹ Hạnh, xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Này, con 3B. Này 27 triệu 500. Ba B này xương cộm luôn bà con. Đây, ba B này luôn. 27 triệu 500 luôn. Ba B vòng. Vùng thấp, bò này tầm 1m2 nha. Về đứt hết phòng ba B, xương cốt. Đây, 27 triệu 500 luôn. Con này 27 triệu 500 luôn. Một. Bốn con này 27 triệu 500 luôn. Này đứng xa khoảng 3 mét cho bà con thấy con bò bay lớn. Này, cặp này luôn 27 triệu 500 một con luôn. Này, 3B luôn. 27 triệu 500. Này, con này cũng 27 triệu 500 luôn. 2, 4, 6 con này đồng giá luôn. 27 triệu 500. Sáu con này một cỡ một luôn. Cho bà con 3B không. Có bò con kem. Bò lớn bò 8 9 tháng bò. Này. Con này là 28 triệu. Lớn hơn mấy con kia. 28 triệu, cao tầm trên 1m2.
28 triệu. Con này cũng trên mét 2 luôn, 28 triệu. Anh em là con nào có nhu cầu liên liên hệ số điện thoại 0987732569. Thầy bò này ở Vĩnh Long, qua cầu Mỹ Thuận xuống 17 cây số. Hết hồn pin rồi. Đây 28 triệu 500. Có cái thuyền cổ rồi mà con. Hết hồn 28 triệu 500 lấy thuyền cổ đi. Con trâu trên mét 2. Quá chậm. Đây xa cho bà con coi nè. Xa có 3 mét rồi. 28 triệu 500. Đây con này 28 triệu nha. Con kem vàng xương sóc cối tầm khoảng 1m2, đầu bự hết hồn, mặt nó đẹp và cục ngủ. Không có cho ăn mà tầm bậy tầm bạ, cám dừa hèm bia hay là chích thuốc cái gì tầm bậy mà không có. Đây là bò Vĩnh Long, bò ta có thương hiệu đàng hoàng, bò không xúc bò luôn. Bò này nằm 1m2. Đây để quay lại cho bà con 3B nè. 28 triệu. 28 triệu. Già này cũng 28 triệu. 3B này 28 triệu luôn. Tới đây con 3B này 28 triệu. 2, 4, 6, 7 con này 28 triệu. Có một cặp là 54 triệu. Bà con nào có nhu cầu liên lạc số điện thoại 0987 732569 ở Vĩnh Long nha. Đó thì clip này thì chủ trại đã báo giá cụ thể bò của trại rồi đó, thì giá cỡ nào cũng có, bò lớn bò nhỏ thì cũng có, ba bơ kim pháp đủ loại. Đấy thì trại bò này là của anh Vinh Nguyễn ở tỉnh Vĩnh Long. Đấy thì quý bà con ở tỉnh Vĩnh Long hoặc các tỉnh lân cận á, thì muốn mua bò trại anh á, thì liên hệ với anh rồi đến xem bò trực tiếp. Thì kênh của mình là Nông Dân TV, mình sẽ thường xuyên đăng hai trại bò, đó là trại bò của Vinh Nguyễn tỉnh Vĩnh Long và trại bò La Hai tỉnh Phú Yên. Ấy thì để quý bà con có thể tham khảo. Rồi cảm ơn quý bà con đã dõi xem cái clip mình hồi nãy giờ. Kính chúc quý bà con chăn nuôi bò thuận lợi và thành công trong cuộc sống. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con clip kế tiếp.